Ừ. Tao không nghĩ là nó hiền Phúc ơi. Ủa, vô nè, vô nè, đưa cái tay lại đây. Nó có ghét cao su không vậy? Vãi! What Lên. the fuck? Ê! Lần đầu tiên tương tác với nhợ luôn á. Vừa mới mon cho nên là đừng có bò lên đây. Phúc! Phúc! Biết biết gì đâu. Má mày! Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với Echo. Hôm nay chúng ta có một cái content rất là đã, rất là hay luôn và khả năng cao là chỉ xuất hiện một lần duy nhất trên kênh của mình đó các bạn. Đọc tiêu đề chắc các bạn cũng biết rồi, content hôm nay là về nhện. Vì mình khá là sợ nhện cho nên là hôm nay có bạn Phúc Lo sẽ hỗ trợ mình khi mà mình inbox cái con nhện này. Bởi vì trong cái thùng này có 16 con nhện rất là nhiều loại khác nhau, đều là size to hết rồi. Cho nên là một mình chắc là sẽ không có handle được hết, không có carry được hết cái đám này. Nên là sẽ có Phúc hỗ trợ mình. Và nhấn mạnh với các bạn là hôm nay sẽ có 16 loài nhện khác nhau, không trùng lặp luôn. Cùng xem hết clip để xem chúng ta hôm nay sẽ có 16 loài nhện nào nha. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn 16 cái hộp chuyên dụng để sẵn cho tụi nó ở rồi. Phúc sẽ giúp mình để mang tụi nó từ cái hộp ship qua cái hộp chuyên dụng này. Để mình nuôi sau này mình chỉ việc nuôi thôi chứ mình không, thiệt sự là vẫn là không có dám bắt cái bọn này các bạn. Đây nè, ở đây sẽ có một cái hộp chuyên dụng màu đen dành cho một nhân vật đặc biệt, có thể nói là một cái con nhện mà khủng nhất trong cái nguyên cái gian này luôn. Chỉ có một mình nó được xài hộp màu đen thôi, tất cả các đám khác đều xài hộp màu trắng. Có thể nói đó là phần quà secret khi mà chơi gacha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ unbox từ trên xuống dưới, nhưng mà mình cũng sẽ không biết là cái người bán họ sắp xếp những tụi nó như thế nào. Cũng khá là giống chơi gacha ha. Thì hôm nay các bạn thấy mình mặc áo tay dài, Phúc cũng mặc áo tay dài, rồi mình còn đeo thêm bao tay nữa là để đề phòng cái bọn này nó đá lông ngứa các bạn, tại vì mình bị hù đá lông ngứa rất là ghê, mình cũng rén lắm. Ok, bây giờ anh bóc đi. Đây, Phúc khá là kiệm lời các bạn, thì cũng hơi bị ít lên hình. Bắt đầu với một hộp to, tại vì nó ở trong cái hộp của nó đã làm tổ rồi, cho nên là người bán họ không có lấy nó ra nữa mà họ để nguyên trong tổ luôn. Bây giờ Phúc sẽ tương tác một chút với nó để cho mình có một vài cái scene để quay cho các bạn xem á. Thì con đầu tiên này là Go Back Blue nha. Con này là không cầm được, Over hả? Over không cầm được, Over không cầm được, nó rất cắn nguy đúng hiểm nha các bạn. không? Ồ vậy thì thôi, con này chỉ quay scene thôi. Này đóng nắp lại nè, đụng thử cho nó di chuyển một chút đi. Ui Rất, lắm. wow, rất là dữ luôn. Có sợ vãi Phú ơi, dần 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 dần. Được rồi. Nói chung á, nó là con cò bạc blue rất là to các bạn. Kiếm được một bầy toàn những cái con size to sẵn luôn. Một cái người bạn họ kiểu như là nghỉ chơi á, họ chia lại cho mình to sẵn. Cho nó một tí ẩm đi Phúc. Nó vẫn đang mổ mổ mình nè, rất là đáng sợ. Over đáng sợ lắm các bạn ơi. Thì cái phần phòng thủ này của mình nó chỉ để phòng thủ những con đá lông thôi, chứ cũng vẫn không phòng thủ được những con cắn nha. Cò bạc blue. Thì một ngày nào đó đi, mình quen một ngày rồi là mình sẽ quay thêm. Con này rất là đẹp luôn. Nó có chuồng rồi, bỏ nó ra một bên đi. Đây, bây giờ là mình sẽ thò vô và không biết là chúng ta tiếp tục là lấy ra con gì. Đúng rồi đó, Ok. thì nó Còn tiếp theo là Green Bottle Blue, hay còn được gọi là GBB. Ok, bây giờ lấy cho nó cái chuồng này. Nó không phải là nhân vật đặc biệt các bạn ơi, cho nên là nó chỉ được chuồng màu trắng thôi. Cái con này cũng over hả? con này là nếu quên Green Bottle Blue có hand được không? em được Hand được và không đá lông luôn. Con này có đá lông rồi. đã rồi. Đây, Green Bottle Blue, từ quay đi, nó đang điềm tĩnh lắm thì quay một chút. Đã không các bạn? Cái chân nó ánh xanh nè, đánh đúng xanh luôn á. Không biết là qua clip các bạn có thấy không, nhưng mà mình nhìn ở ngoài nó xanh lắm. Cái đít thì là có màu cam. Cái con này nè là mình có làm clip short về con sling của nó rồi, size nhỏ cũng rất là đẹp nha. Size nhỏ và size lớn rất là đẹp luôn. Con này Phúc sẽ biểu diễn hand một chút xong rồi cho nó vào hộp mới nha. Rồi Phúc Tuyệt đối không biểu bắt trước diễn nha đây. các bạn, tuyệt đối không bắt trước nha. Không bắt chước ở nhà nha, cái này là kiểu Phúc nói khá chuyên. Wow, máy dạng tay vãi. Cái kèo này kêu mình chơi không được đâu, to các bạn ơi. Phúc nó cũng hơi 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 rung. Hơi rung nha các bạn. Wow, xanh vãi, đã vãi, thích vãi luôn á. Wow, má thằng Phúc nó điềm tĩnh quá. Nhắc lại tuyệt đối không bắt trước nha các bạn.
nó cũng hơi rung rung á, thôi bỏ vô Phúc ơi, mình cũng đang rung đó các bạn. 16 con là 16 con thì còn nhiều các bạn ơi, thì còn rất là nhiều thời gian, còn rất là nhiều con để mà chúng ta tương tác qua mà đẹp vãi. Tao đụng không? Được, được. Đụng ở đâu thì ok. Một chân thôi, đụng một chân thôi. Nhẹ thôi. Chạm. Vãi, đây là gần như là Phúc một chủ. Trong những lần đầu tiên mà mình tiếp xúc gần một con nhện như vậy các bạn. Tại vì nãy thấy Phúc nó tương tác á, thì con nhện nó cũng khá là điềm tĩnh. Chứ bình thường mình không có dám đâu. Ok. Vậy là một bạn Green Butter Blue. Vẫn là con nói cũ nha, đợi mình quen tụi nó một chút mình sẽ quay kỹ hơn trong những tập sau. Những tập sau chắc là chỉ có quay riêng từng con thôi, chứ không bao giờ có một tập nào unbox mà 16 con một lúc như vậy đâu các bạn. Đây, con tiếp theo. Qua wow, con này thì không phải là một lựa chọn quá đỉnh cao nhưng mà cũng rất là ok. Con này ổn không? Ổn chứ. Con này thuộc dạng hiền nhất đấy. Con này thuộc dạng hiền nhất, dạng tao hen luôn. Thì nó đã lông kìa, sợ hãi. Đấy, tao giúp cho. Rồi thôi mày, hỗ trợ tao một chút đi. Ê, vô nè, đưa cái tay ra đây. Nó có ghét cao su không vậy? Vãi. What the fuck? Lần đầu tiên tương tác với nhện luôn á. Còn giờ làm sao nó xuống? Đẩy nó xuống. Mày đẩy nó xuống ơi. Lên. Wow, nó nặng hơn mình tưởng tượng nha các bạn. Nhìn thì thấy nó có vẻ nhẹ lắm nhưng mà khi mà nó đu lên tay á, cảm giác nó nặng lắm. Với lại cái mấy cái chân của nó rất là khỏe. Con này là Redney. Redney là nhện có cái đầu gối đỏ nè. Tí nữa có một con mà cái nó cũng tương tự như vậy nhưng mà rất là đẹp luôn. Đây, những cái đầu gối của nó màu đỏ nè, cho nên nó được gọi là Redney. Mày là con đầu tiên mà tao hen trong suốt cái cuộc đời này á. Wow, mày phải cảm thấy tự hào nha. Phải lướt nhanh các bạn, tại vì 16 nhện là anh bảo chắc là lâu lắm. Gacha tiếp, nãy giờ là hai phát gacha rồi, lần đầu tiên mà được chơi 16 phát gacha liên tiếp các bạn ạ. Con này là Red Rum, một cái sự lựa chọn nó không quá đẹp. Red Rum các bạn, Red Rum chỉ là Red Rum á, là cái đít nó màu đỏ thôi. Không có không mà đỏ cũng kiểu nhạt nhạt, có nâu nâu, không có gì đặc biệt ở con này hết. Cho nên là xem nhanh rồi chúng ta lướt qua nha. Nè, chỉ là một con nhện màu đen xong rồi cái đít có lông màu đỏ thôi chứ cái đít nó không được màu đỏ nữa. Con này hiền không? Hiền khô. Hiền khô. Tao thấy nó không vui lắm. Không vui gì vậy? Nhìn này. Trời ơi, Phúc nó cầm vô luôn phải thiệt. Sợ thật sự. Ui. Trời, nó không vui vậy. À, nó không vui đó. Thôi con này, out đi. Cho nó out đi. Ok, phát tiếp theo nha. Đây là Golden Knee. Nó ok hơn con Red Rum. Nãy giờ đã các bạn, nãy giờ thôi thì đã luôn á, toàn là những con nhện bự thôi. Mình nhận cái thùng nhện này từ chiều mà mình vẫn chưa được unbox quá các bạn. Đây, Phúc nó mới mở ra con Golden Knee, con này đẹp nha. Cái con này là wow, thằng này nó thích hen nè, kiểu nó được thể hiện một lần á, nó làm nhiều phát quá. Cái con này đầu gối của nó kiểu ánh kim các bạn, nên là được gọi là Golden Knee. Nhưng mà có thêm một cái điều đặc biệt ở con này nữa là cái lông của con này xem nó lại màu hồng. Bình thường tụi nó lông của nó đâu màu hồng đúng không? Đúng vậy. Làm gì có màu này. Phải vậy là cái con đúng này mà. Có thể là do nó mới lột xong. Các bạn, nó chỉ giữ được cái màu này chắc một tuần thôi ha. Cả khoảng một tuần thôi. Mấy ngày. Thì cũng chắc đúng là rồi, tại vì cái màu này không phải màu đúng của nó các bạn, màu đúng của nó là lông vàng cơ. Cái này chắc là vừa mới mon cho nên là đừng có bò lên đây. Phúc biết gì đâu má mày. Phát nó còn cắn xuống má ghê quá à, bự quá, toàn nhìn bự của mày ngơi sợ hả. Tính ra nó màu nó đẹp kìa. U con này đã ghê luôn các bạn, rất là to nha. À đúng rồi, nãy giờ các bạn thấy hen rồi thì biết nó trên tay to cỡ nào rồi. Hôm nay là mình lấy được một lô này, mình rất là thích luôn, mình rất là vui luôn á, toàn là nhìn bự thôi. Cho nó nest đi. Một hẹn các bạn một ngày khác, mình khi mà mình hiểu rõ tụi nó mình sẽ review kỹ hơn. Chứ hiện tại mình cũng thuộc dạng newbie trong hồ nhện thôi các bạn. Đây, giờ tới gác chà phát nữa. Huini, con này không đẹp lắm. Dạ, không hen được luôn. Con này không đẹp và không hen được luôn. Nhưng mà Phúc nó sẽ unbox ra cho các bạn xem một chút. Thì con này là một trong những con mình đang không thích trong bài này. Thì đúng rồi, trong một bài gacha thì sẽ có con chúng ta thích, có con không thích.
Nó nhanh lắm nha các bạn. Nhanh nha, vậy từ từ đi, nhìn một xíu 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 thôi. Nè, mấy chị ơi, nó đơn sắc, rất là chán và chân nó cũng không có cơ bắp nữa. Mấy con vừa rồi chân nó lông lá cơ bắp nhìn khá đã, con này thì có thể nói nhìn giống nhìn nhà luôn á. Nên là thôi, bỏ qua nó ha. Bây giờ để đánh cái nắp lại xong rồi hé ra để phút lùa nó vô thôi là ok. À, cho nó vô phút qua. Không thích lắm. Dữ vậy. Nãy giờ có những con mà phút nó kêu không hen được là không hen được thiệt luôn nha. Còn nó khá dữ á. Đừng cố gắng làm gì. À, đừng cố gắng làm gì hết. Mình sẽ tiếp tục các cha một bé gì đó. Đây. Con này đẹp nha. Con này là Flamney. Con này Phúc nó nói với mình là con này khá hiếm. Không biết hiếm thiệt không nhưng mà đẹp thiệt nha. Đây nè, cho các bạn xem nè. Mình tỉnh Phúc ơi. Đây nha. Cái con này mình, cái con mà mình nói với các bạn là tương tự với cái con Redney hồi nãy á. Con này là Flamney. Là đầu gối nó có những đốm lửa nè. Đẹp ha. Và cái tay mình bắt đầu hay ngứa rồi, bắt đầu dính lông ngứa rồi các bạn ơi. Flamney rất là đẹp luôn. Cái con này thằng Phúc nó kêu là hiếm hả? Hiếm. Hiếm là tại vì không phải là tại vì nó khó mua mà tại vì nuôi nó lâu lớn á. Để mà mua được một cái con size lớn thì cũng khó khăn ha. Với lại giá cũng cao nữa. Hiện tại khá là hiếm ở Việt Nam đấy. Và nói chung là mình không rành bên nhận các bạn. Phúc nó nói mình nghe thôi nhưng mà nói chung đẹp là đẹp thiệt nha. Rất là đẹp. Đơn giản nhưng rất là đẹp. Con này chắc là tao lo được chứ hả? Đúng rồi, lo được. Đây, mình lo được các bạn ơi. Tại vì mình mở nắp ra thấy nó khá điềm tĩnh. Nhưng mà mình lo ở đây là mình lùa nó vô chuồng thôi chứ không có, không có tương tác. Ủa, con này nó không có muốn ra khỏi đó Phúc ơi. Vẫn là không là tới lượt tôi. Đây, việc gì đánh tay nha. Nè, các bạn muốn lùa con nhện á, các bạn lùa lên từ đất nó. Thì mình tạm lùa lên từ đất mà. Phải sườn Phúc làm nhẹ nhàng lắm các bạn. Đấy, chỉ cần đơn giản thôi, luộc. Muốn nó đi thẳng tới là chỉ là luộc okay. Sao tới. Đây nha, cận cảnh đi. Cận cảnh với các bạn xem nè. Flamney ha. Nói chung là về độ ẩm môi trường rồi này nọ. Đừng, dần. Mà dần người ta ấy. Đâu bắt lại. Nói chung là về độ ẩm môi trường á thì hiện tại mình chưa có chuyên lắm cho nên là mình sẽ không có hướng dẫn được các bạn. Nhưng mà mình sẽ cho các bạn cái nhìn cận cảnh về bọn này. Ok, nhưng mà cái những cái với hành động mà thằng Phúc nó làm như là tương tác nhện rồi này nọ là bởi vì nó rất là chuyên nghiệp. Cho nên là các bạn xem video đừng có nghĩ là tụi nó hiền nha. Những kể cả những cái con nó dễ tính nhất đó, nó vẫn đợt bình thường nha. Tiếp tục gacha. Wow, gacha nãy giờ là hơn phân nửa cho ta. Hơn phân nửa rồi. Làm gì tới 16 con mà. 16 con. Con nãy giờ mới được có 6 con thôi. Là còn 7 con đây. Con này là đúng phân nửa luôn các bạn ơi. Và wow, gacha tới phân nửa rồi nhưng mà vẫn chưa có được nhân vật đặc biệt. Nhân vật đặc biệt chưa xuất hiện. Đây, Phúc cắt rồi Phúc ơi. Tao thấy nó đã lòng bên trong cái hộp rồi đó. Đúng rồi, nãy giờ mà. Không thấy có mình tôi ở đây thấy ngứa đúng không? Tao ngứa mà, tao ngứa cổ tay nè. Cổ tay nó hở ra vẫn phải ngứa các bạn. Thật sự là cái này so với ngứa mắt. Ui. Đã điên luôn. Con này chắc khỏi tương tác rồi. Cái này so với ngứa mắt mèo thì cái nào ngứa hơn Phúc? Tôi nhớ là cái này ngứa gấp đôi ấy. Gấp đôi mắt mèo cơ. Nó vài ngày mới hết lận. Bao nhiêu? Vài ngày. Phải 3-4 ngày mới hết. 3-4 ngày mới hết ngứa. Ui. Đóng wow. Lại, đóng lại. Ui, thấy nó đã không? Sợ vậy. Mà cái này là rồi nó còn đang đá nữa kìa. Thì thôi, con này nhìn qua cái này nha. Tại vì cái thùng này nó cũng mới á. Nó cũng còn trong lắm. Con này là gì Phúc? Whiny. Con này là Whiny. Là cái đầu gối nó màu trắng. Hồi nãy có con Redney là đầu gối màu đỏ đúng không? Thì con Whiny đầu gối nó màu trắng. Nói chung là tên bọn nhện này nó khá là dễ nhớ các bạn. Cái đó là tên thương phẩm thôi, tên thương mại thôi. Là để các trader, các người nuôi như mình nó chia sẻ với nhau. Chứ thật ra là chuẩn thì vẫn phải đọc tên khoa học thôi. Đúng rồi, chuẩn thì vẫn phải đọc tên khoa học. Nhưng mà khá dài và khó đọc đấy. Đúng rồi, thôi bỏ qua đây. Ok, một con Whiny. Thì cái con này nó basic thôi. Cái màu á, nó đang nói về cái màu á, còn về độ hiếm thì mình cũng không rõ. Đây, một phát nữa nè. Con này là curly hair và lông xoăn. Mình sẽ bóp ngay con này. Ôi, con này sao Phúc? Siêu cấp đá lông. Siêu cấp đá lông, hồi nãy nó đá ít rồi mà đã sợ rồi, con này còn siêu đá nữa. Cũng hay à, những cái con đầu tiên mình bóc chúng thì nó là những con tương tác được, càng về sau càng thấy không có con này tương tác được. Con này tương tác được nhưng mà nó... Đánh đổi. Đúng rồi, đánh đổi.
đánh có nổi thiệt thôi nhưng mà vãi đẹp quá nè, con lông nó xù lên nó xoăn luôn đẹp vãi. Nhưng mà các bạn thấy ở cái đít nó màu trắng phải không, nó đã lông tới chuội luôn cái đít. Ok thôi, nói chung là cũng không tương tác được đâu. Phúc hết mi đi Phúc, nhanh gọn đi nha. Ừ nhanh gọn đi cho nó vào đi. Ồ đẹp ghê, cái con này giá trị không cao các bạn ơi, giá trị không cao và cũng không hiếm luôn, nhưng mà rất là đẹp luôn và rất là một loài khá là phù hợp với anh em mới. Hiền đúng không? Hiền hiền, dễ nuôi, dễ mau lớn. Đúng rồi. Cũng có một bộ lông khá là đẹp nữa và trả giá thì nó đá lông. Cái con này đang mất bình tĩnh rồi, thôi cho nó vô luôn đi. Đứa tiếp theo đi, mong là con này nó không đá lông. Con gì đây? Red and White, Red and White này Phúc có đá lông không? Có chứ. Con này nó quơ mà. Chứ okay. Dòng nó quơ đa số thì đá lông. Ok, cho nó một cái hợp đi, vẫn chưa phải là nhân vật chính của tập này. Nhưng mà bé này cũng khá màu, khá là hay ho. Nó trắng, khá là trắng luôn. Cái mai trên lưng cũng trắng, cái phần chân này cũng khá là trắng và đít là màu đỏ. Cái màu đỏ này nó là màu đỏ luôn chứ không phải là màu cam nha. Trắng chứ, trắng hơn lấy đèn hoài luôn á. Trắng cái phần đầu gối cũng trắng nhiều, rồi cái đít màu đỏ khá là hay. Đẹp đấy chú bộ. Cái chân cũng khá là hay nữa. Được á. Rồi, Red White nha các bạn. Đây, nhảy tới con tiếp theo đi. Mình có linh cảm là lần này mình sẽ bóc được con đặc biệt, cho nên mình sẽ lấy cái tông màu đen lên. Linh cảm của mình không giờ sai. Sai rồi. Nhưng mà con này cũng khá là hay, con này cũng rất là hay. Con này là Salmon Pink đúng không? Đúng rồi. À, là nhận to thứ 3 thế giới. Là nhận to thứ 3 thế giới, mắc sao bao nhiêu? Mắc sao nó lên tới tầm 25 cm. Vãi, to Phúc, ta chưa mở nắp mà. Phúc, mày sao vậy? Lên. À, to lắm mọi người ơi. Ui. Ui các bạn ơi. Hai bàn tay cũng Phúc, nguyên một cái bàn tay cũng Phúc. Ý, con này nó có hiền mình cũng không dám đụng đâu. Đúng rồi, ngửa nó về hướng camera. Camera hướng kia. Khổng lắm rồi. Rồi, lùa nó xuống đi Phúc. Trời, cái chân nó dài vãi, cái chân nó dài hơn ngón tay của mình luôn. Gần gấp rưỡi ngón tay của mình luôn. Trời ơi, khỏe lắm các bạn ơi, nó nhấn một cái ngon, cái chân của nó lên ngón tay mình mà cảm nhận được lực luôn á. Thôi được rồi, vô Phúc ơi. Ghê quá, con này nó cũng đá lông đấy, cái đít nó chùi lũi kìa. To nha, to nha các bạn ơi, loài nhện to thứ 3 thế giới. Cái loài này á, là loài tên là Salmon Pink. Là một loài nhện phân khúc giá rẻ luôn. Đúng rồi. Sling có nghĩa là size baby của những con nhện. Thì sling nó chỉ rơi khoảng 100-150 thôi. 150-200 thôi, tầm đó là tốt rồi. Thì cũng là một loài khá đáng để sưu tầm. Có điều là tên của nó Salmon Pink á, ý là nói về những cái lông của nó hồng. Thì các bạn mới xem rồi, thực sự là cái lông nó không hồng. Nhưng mà cái size nó to, đáng sưu hồng, đáng sưu hồng, đáng sưu tầm. Đúng rồi, tại vì dù sao nó cũng hơi khá là rẻ. Tiếp một con rồi đi, nhanh luôn, nhanh gọn lẹ luôn, sắp hết rồi các bạn ơi. Ủa, mình ổ là do mình thấy cái tên trên hộp nó là GBB, nhưng mà nhìn kỹ lại thì nó là GBLB các bạn. Golden Blue Leg Baboon. Con này không nên hen, chỉ có đẩy nó vào chuồng rồi có gì, nếu mà nó bình tĩnh thì chúng ta sẽ quay được nó ở trong chuồng. Còn lại cực kỳ nhanh các bạn. Cái chân của nó màu metallic, màu xanh và body là màu vàng và khá là sáng, không hề bị tốn chút nào luôn. Nói chung đây là một con rất rất là đẹp luôn. SS Echo có size sling. À cũng sắp hết rồi. Nói chung là hiện tại cũng chỉ còn hai con này size sling thôi các bạn. Nếu các bạn thích sở hữu dòng như vậy thì có thể nhắn mình. Rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm, nhưng mà đổi lại thì không có tương tác được, rất là nhanh và cũng có phần hung dữ. Ok. Rồi, nhảy tới con tiếp theo nào. Wow, vậy là chúng ta đã bóc ra được nhân chính của ngày hôm nay rồi, đợi mãi. Con này thì siêu cấp đẹp luôn và nhưng Phúc nó nói thì cũng rất là VIP và rò. Các bạn phải tin tôi. Đây, cho nó cái hộp đây là hộp đặc biệt. Dán kính quá. Thì nó VIP nhất mà. Đẹp vãi, cái con là Mexican Pink. Rất là đô luôn, rất là lực lưỡng luôn. Và màu hồng, trời đẹp điên. Cho tôi cầm lên được không? Phúc nó khá ghiền nha các bạn. Nó đá lông rồi các bạn ơi. Vui vẻ không? Nó đang không. Coi chừng nó phập mày nha. Wow, nín thở luôn á.
nín thở luôn á. Tôi đang nín thở đấy các bạn. À, đẹp phải. Cái size này khá bự luôn các bạn, nhưng Phúc nó nói là nuôi lâu lớn lắm luôn á. Chắc phải tầm cỡ 3 đến 4 năm ấy. Cái màu đen của nó đen nhung nha, đẹp lắm. Xong rồi đen nhung mà gần như là đen tuyền luôn. Kiểu mà đen tuyệt đối á, xong rồi nhung nhung nhung. Là nó sẽ có hơi ánh metallic một chút. Và được điểm lên bằng những cái sợi lông, cái phần lông bằng màu hồng đã ha. Thích đó chú bộ, nhìn đã vãi, kiểu Blackpink các bạn, nhìn Blackpink. Nhà em Blackpink. Tao ta hen được không? Được chứ. Nó có mất bình tĩnh không? Không. Đã vãi. Các bạn muốn nó bình tĩnh thì các bạn cũng phải bình tĩnh chứ. Ồ, cái này nghe chân lý á. Rất là thích luôn các bạn ơi. Nhân vật coi như là mình chờ đợi nhất trong cái đợt gacha nhện này luôn á. Rất là đã luôn. Wow. Nó cho xuống mấy phút. Ui, nó còn té nữa. Chắc do mình mang vào tay. To các bạn ha. Cái này chắc là sẽ cho nó một cái chuông bự hơn. À, mình đang có kế hoạch là cho 16 con này cái tanh, làm cái tanh kính luôn rồi. Thì sẽ để trưng ở trong shop á. Các bạn qua thì các bạn sẽ được ngắm từ nó. Nhưng mà cũng tại vì tầm này là gần Tết rồi, cho nên là mình sẽ nuôi tạm ở trong cái hộp, những hộp như thế này. Qua Tết mình sẽ triển khai cái kế hoạch đó. Mình chắc chắn là bé này sẽ được lên sóng rất là nhiều trong thời gian tới ở trên kênh của mình, video short và YouTube luôn. Mê quá. Okay, mình là fan big fan của Blackpink và hôm nay mình đã có được nhận Blackpink, quá đã. Ok, rất là vui luôn. Vậy là chúng ta còn 3 con nữa. Mình sẽ coi như là gacha phát 3 con nha. Tại vì dù sao cũng sẽ biết được là chúng ta sẽ mở chúng con gì. Vẫn còn một nhân vật khá ok. Thì hai con này là không nên tương tác nha các bạn. Tốt nhất là nên dùng nhiếp để tương tác với nó. Tại sao? Rất là nguy hiểm. Độc của nó cao, nhanh, rất nguy hiểm. Wow, nghe sợ quá. Thôi mình bắt. Tại vì bọn nó là Over là những dòng nhện cụ thế giới. Nó sẽ, nói chung là nó sẽ rất là hoang dã. Con này là sao đầm Thái Lan nha các bạn. Không quá đẹp đâu. Nó cũng gần như con Huy Ni hồi nãy á. Nè, cũng chỉ hơi đơn sắc, xong rồi chân nó cũng hơi ánh tím, ánh xanh à. Không có thích những cái con mà chân dài, xong ốm khẳng khiêu, xong ít lông vậy các bạn. Nhìn nè, nhìn nó khá là ốm. Và nhìn nó giống nhện nhà. Thôi bỏ qua nó đi. Rồi tiếp tới một con nữa. Cái con này tuy là nó cũng cùng đặc điểm với con kia luôn, tại vì nó là over, không tương tác được, độc cao nhanh đó kiểu vậy, nhưng mà đỡ hơn chút tại vì con này nó đẹp. Có cần phải đóng nó cần chứ, cần chứ. Over là phải để đỡ hết. Không bao giờ được coi thường đám này. Ok, nếu không nó phóng vô trong nhà là có thể chuyển nhà luôn á. Đây, cái con này là Việt Nam Silver đúng không? Đúng rồi. Mình đã có một cái clip ở trên kênh rồi. Và nó thật sự ánh bạc nhé. Ánh bạc metallic rất là đẹp. Nói chung là cũng khá đáng sưu tầm. Giá trị cũng không quá cao. Đúng rồi. Chúng ta tới cái loại nhện cuối cùng. Cuối cùng luôn là người ta tự unbox. Sau khi unbox 16 con nhện và cũng tương tác được vài con, thì bây giờ mình đã bắt đầu mình có cái sự tự tin trong người các bạn ơi. Thì con này cũng hiền mà đúng không? Đúng rồi, hiền con. Nếu quơ mời bạn. Mời bạn ăn nha. Chứ tôi lo gãi đây, hứa quá. Ok, vậy là con cuối này là coi như là mình sẽ vào nghề các bạn ơi. Mình ra nghề rồi, Phúc nó sẽ để cho mình tự lo này. Nếu quơ. Con cuối này là Firelet các bạn ơi. Firelet nha. Hiền, hứa luôn. Tao không nghĩ là nó hiền Phúc ơi. Cái con nó đang mất bình tĩnh nữa các bạn. Nó hiền nha, này nó chỉ chạy thôi chứ nó không có tấn công mình. Ok. Thì Firelet là nó sẽ có cái phần đỏ, nó kéo dài tới 3 đốt chân lận các bạn. Nó sẽ đẹp hơn con Redney một chút. Nhưng mà có một cái con cũng rất là giống như vậy là con Redlet. Là chân đỏ đó. Cái con đó thì nó sẽ ít màu đỏ trên chân hơn, nhưng đổi lại cái con nó đô hơn nha. Mình cũng khá thích con đó mà chưa có dịp để sở hữu. Ok thôi rồi, bro no đó. Cái đó là người ta gọi là how to train your spider đó. Mình ra lệnh nó đâu dám cử động đúng không các bạn. Thôi đùa thôi. Đóng lại. Ok, vậy là chúng ta đã kết thúc clip bằng một bé rất là đẹp, một bé Firelet.
hay ho phết, nhìn chân lửa. Rồi, nói chung là mình không liều đâu, mình không thể đánh cược mạng sống của mình chỉ vì content được. Nhưng mà thử okay. đi, thử đi. Thử không? Sao? Nhưng mà nãy ta nó bất ổn lắm. Bước ra khỏi vùng an toàn. À, bước ra khỏi vùng an toàn cơ. Thằng này được. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong một video khác mà bỏ xét nha.